trình Tần Số Tình Yêu. Một cô gái với nụ cười hút hồn. Tên đầy đủ của em là Nguyễn Thị Bé Kiều ạ. Trời ơi, tình yêu quá. Khiến năm con tim đều thổn thức. Không biết có phải lo bạn này ở bút mê không mà lần đầu nhìn phát là mê luôn. Anh chỉ mong là người chiến thắng trong trái tim em. Nhưng chỉ duy nhất một lựa chọn. Trong năm người này sẽ có một người đến đây vì giải thưởng. Anh sẽ dành thời gian để cho em gọi cho người mà em muốn. Đón xem tập 7 Tần Số Tình Yêu phát sóng lúc 21:35 thứ 6 ngày 16 tháng 4 trên kênh HTV7.